Đây anh em, mình quay cái dai mũi của ghe mà khi lên sửa chữa nè anh em. Ở đây là mấy cái lá bê á, khi chúng ta đóng á, thì chúng ta siết nó ôm vô trong cái thân sỏ, nhưng mà sau một thời gian sử dụng á, mấy cái đầu của lá bê á, là nó những cái đầu dán là nó bị mục, như là nó bị tét anh em. Thì chúng ta găm hai cái sọ phụ hai bên đó, anh em thấy hai sọ phụ hai bên, hai sọ đứng đó. Đó mình gọi là bỏ hai cây đó, gọi là mình hay gọi là hai cây sọ phụ đó. Là bắt đầu chúng ta siết bò lon ở mấy cái mỏm dán phía bên ngoài cho nó cứng mấy lá bê, nó ôm lại. Rồi tiếp tục chúng ta bỏ mấy cái then ngang cho nó cầm mấy cái vàng đè lại, cầm mấy vàng giang lại. Cầm mấy dàn giang ở đây mấy cái cây giang này là hư, anh chủ tàu ảnh tháo ra nè, tháo ra anh thay mấy cái giang mới hết nè, đó nè, thay mấy cái giang mới hết. Ghe này cũng nhiều năm sử dụng rồi nhưng mà thay vậy là cũng vàng ít tên nè, thay vậy là cũng vàng ít chứ không có nhiều đâu. Một số ghe thì thay dữ dằn nữa. Đó, ở này có cái gian này hư tới đâu là anh thay tới đó. Em thấy không? Ghe tàu khi mang lên sử dụng là sửa chữa như nóng quá nóng, bật cái quạt cho mấy anh em thợ. Này có cái cây này thiệt bự, là không biết là sử dụng vô ảnh ghép chỗ nào, hình như là sau nữa chừng sửa xong mình ghép cái cây then ngang này ở ngay chỗ cái dai mũi đó, cái then ở phía trên, mình nghĩ là vậy. Anh sẽ ghép cái cây then này, cây này cây bình linh nha nè, bình linh mình lúc nãy nó có sơ sớ răng đây, mình tưởng đâu kè né. Cây này cây bình linh cái này chắc là sau này bỏ cái then thiệt bự ngay chỗ cái dai mũi nó cứng. Anh em, đây là trên bon của những chiếc tàu câu cá ngừ đại dương nè anh em. Mình hay gọi hòa lẫn hai cái từ tàu với ghe, số những bởi vì trên giấy phép khai thác nó lúc nào nó không ghi bằng tàu, nhưng mà ở địa phương mình thì mình hay gọi bằng ghe quen rồi. Đó, trên những chiếc ghe câu cá ngừ đại dương anh em, nó thực sự là rất là đơn giản, chỉ ghe máy rồi đồ câu của anh em thôi, chứ còn lưới chài là nó không có nhiều như là mấy chiếc ghe và đánh bắt lưới quay, hầu như là không có lưới luôn. À, còn những anh em nào làm bên cá ngừ đại dương nhưng mà họ có làm khai thác cá lưới chuồng á thì họ có lưới. À, trên ghe là chủ yếu mấy cái hầm đá nè, thì nhiều đã có mũi cá, như là mấy cái máy kéo cũng đơn giản để kéo câu thôi nè. Đó, trên ghe của câu cá ngừ đại dương này họ có trang bị bóng thắp sáng anh em, bởi vì những anh em này họ câu cá trong đèn á. Mình đang đứng trên mâm lái của một ghe câu cá ngừ đại dương, đây mình quay cái mâm lái bên cạnh cho anh em xem. Ở đằng sau có cái tờ này, tờ để quay câu đó. Bên cái mâm lái có cái hộp anh em, anh em từ đó là anh em tự biết cái hộp để làm gì luôn. Ngay tại chỗ mình đứng đây cũng có cái hộp này đó, khi mà chúng ta cần quá chúng ta đang ngồi tại cái hộp đây sẽ đó. Thì mình quay hết đầy đủ các nội dung cái cuộc sống đánh bắt của anh em, chứ không riêng những cái vấn đề mà khép kín ha, không phải là nói xuyên tạc bài bè gì. Đây ở trên này ghe này còn có mấy cái dĩ nè để anh em câu mực khơi rồi anh em phơi. Ở đằng trước kia hình như có hai cái dĩ năng lượng mặt trời đó, hai dĩ để xài điện năng lượng anh em đó. Hai dĩ màu xém xém xém, hai dĩ điện năng lượng
Đó, mình đang đứng trên một ghe ở câu cá ngừ đại dương, quay anh em xem. Đây, ghe này thì đang sửa chữa, đang sửa chữa những cái ghe câu cá ngừ đại dương á. Thì ghe này cũng có cái hành lang gì nè anh em. Đó, ghe này cũng có cái hành lang trắng gì, bởi vì anh em đi câu khai thác cá ngừ đại dương là đi những cái vùng khơi, những cái vùng khơi, những cái nơi mà cái ngư trường đánh bắt mà sóng gió lớn, cho nên là anh em những cái hành lang mà lan can đi tới đi lui là anh em lúc nào cũng trang bị chi chắn như thế này hết, để đảm bảo an toàn cho anh em thuyền viên ở trên tàu và chủ tàu luôn. Đây, bên trong cabin của ghe câu cá ngừ đại dương này, sơn rồi đồ đạc nó cũng đang sửa sang. Cái hầm máy mình không quay cho anh em xem được, bởi vì nó rất là tối, như là ghe đang sửa chữa anh em, cho nên là chủ tàu họ lấy cái bạc họ tủ lại hết, lấy bạc tủ lại hết trơn đó. Đây có hộp đen nè, những cái ghe trên 15 mét thì có hộp đen hết nha anh em. Anh em đi ở vùng nào thì hộp đen nó báo về tổng đài hết. Đang chủ tàu